Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại nhà truyền thống cách mạng tại xã Sài Sơn, Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị tiếp nhận kỷ vật chiến tranh do các hội viên cựu chiến binh trao tặng. Tại đây, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã tiếp nhận 25 hiện vật chiến tranh từ các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Yên Sơn, Tuyết Nghĩa và Đông Yên trao tặng, gồm các hiện vật, bộ quân phục, đài thu, phát sóng, dụng cụ y tế và các vật dụng dùng trong sinh hoạt và chiến đấu của các cựu chiến binh khi tại ngũ. Đây là những kỷ vật quý giá đã được hội viên Hội Cựu chiến binh giữ gìn trong khoảng thời gian dài, đều là những vật dụng kỷ vật được các chiến sĩ sử dụng trong suốt thời gian chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hòa bình lập lại, những người lính vẫn gìn giữ cẩn thận, nay trao tặng lại để trưng bày tại nhà truyền thống cách mạng huyện để phục vụ công tác phát triển du lịch của huyện, đồng thời cũng là những minh chứng cho sự ác liệt của chiến tranh và sự dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ. Từ đó, truyền tải những thông điệp giáo dục về truyền thống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho cán bộ nhân dân trong huyện Quốc Oai, nhất là thế hệ trẻ. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, bày tỏ sự cảm ơn đến các cựu chiến binh đã trao tặng kỷ vật cho nhà truyền thống và khẳng định những hiện vật sẽ được trân trọng trưng bày tại nhà truyền thống cách mạng của huyện để nhân dân và du khách tới tham quan. Đồng chí chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin và những cơ quan liên quan cần sắp xếp trưng bày và bảo quản các hiện vật một cách khoa học để phục vụ tốt cho công tác tham quan học tập. Đồng chí mong muốn các hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ hội viên hiến tặng kỷ vật để trưng bày trong nhà truyền thống cách mạng của huyện, để nơi đây không chỉ là địa điểm đến tham quan mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Sáng ngày 22 tháng 6, thành viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có buổi kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Tân Hòa. Trước khi vào buổi làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao nhờ vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội tại hộ anh Vương Sĩ Bắc với mô hình sửa chữa xe máy và hộ gia đình anh Vương Đình Toàn với mô hình sản xuất miến rong. Hai mô hình này đã tạo được việc làm cho nhiều lao động ở địa phương và có thu nhập ổn định, làm giàu chính đáng. Theo báo cáo, đến ngày 31 tháng 5, xã Tân Hòa đang triển khai thực hiện 4 chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gồm hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường với tổng dư nợ trên 12,8 tỷ đồng, tăng 190 triệu đồng so với đầu năm và được ủy thác qua 4 tổ chức hội cấp xã. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ vay vốn, 100% các hộ vay đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tân Hòa đang được nâng lên. Hiện nay xã không có nợ quá hạn. Các hộ được vay vốn đã đầu tư trồng bưởi, kinh doanh tạp hóa, sản xuất đóng gói miến rong, mua xe ô tô chở hàng. Các mô hình đều mang lại hiệu quả cao, nâng cao thu nhập đáng kể, cải thiện mức sống của các hộ gia đình, giải quyết được số công nhân trong gia đình và giải quyết việc làm cho một số lao động ở địa phương. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020. Toàn xã có 11 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,56%. Cho đến cuối năm 2022, số hộ nghèo giảm xuống còn 3 hộ, chiếm tỷ lệ 0,15%. Số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội và xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Mới đây, Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai vừa tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2023, khen thưởng các tập thể cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc thi và các cá nhân người tốt việc tốt tiêu biểu. Năm 2023, phong trào thi đua người tốt việc tốt đã được đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn thị trấn tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều các nhân tố điển hình tiên tiến tiêu biểu được phát hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu như ông Nguyễn Đức Tuất, ông Tạ Đình Xuân, tổ dân phố Ngô Sài, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Ông Tạ Văn Thao, giám đốc tập đoàn kiến trúc và xây dựng Tây Đô, có nhiều đóng góp trong phong trào phòng chống dịch COVID-19 và sự nghiệp thể dục thể thao của địa phương. Ông Trần Văn Thắng và ông Đinh Công Hoài, tổ dân phố Du Nghệ, thường xuyên tham gia điều tiết giao thông tại ngã tư Đồng Hương vào các giờ cao điểm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân thị trấn đã khen thưởng cho 22 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.
Đối với cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, thị trấn có 9 bài viết tham dự, đạt 190% so với kế hoạch. Trong đó có nhiều bài có chất lượng, đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu ban tổ chức cuộc thi đưa ra và được ban tổ chức đánh giá cao. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai đã tặng danh hiệu Người tốt việc tốt cho 6 cá nhân và khen thưởng 8 tập thể và 4 cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và có bài viết đạt chất lượng. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân xã Yên Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế xã Yên Sơn tiếp tục tăng trưởng ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt trên 200 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất nông nghiệp từng bước thích ứng linh hoạt trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động thương mại dịch vụ công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp phát triển ổn định. Công tác kiểm tra giám sát, quản lý đất đai, xây dựng và vệ sinh môi trường được tăng cường. Công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách được thực hiện đúng quy định. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã đạt xấp xỉ 5 tỷ đồng, bằng 64,5% so với kế hoạch. Trong đó thu tại xã trên 600 triệu đồng, đạt 80,68% kế hoạch giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt, việc chăm lo các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn được thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung chức danh trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.